Ok, hello, xin chào các em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và ở video này thì chung em Vegeta nó có một cái nhẫn kháng hỏa chống 40 khá là đẹp. Chung là nhìn vào thì gọi là quá đẹp luôn em ạ. Nhưng mà cái lượng kháng hỏa nó khá thấp. CD nghĩ lại thì với giá 12 kim thì Khải cũng quyết định mua anh em. Chung là cũng muốn lấy cái hiệu ứng cho nó tốt anh em. Hôm nay thì Khải có hiệu ứng 20 thôi, từ cái nhẫn 20 thôi, nên là Khải phải thay. Là cái nhẫn Khải hay mang đang tống kim đây. Đâu rồi? Đây là mất tiêu của ta. Nhẫn cái hay mang đang tống kim là nhẫn này anh em ơi. Đây 20 20. Đó 20 20. Đó, bây giờ Khải mua cái nhẫn này để Khải thớp vào cái nhẫn đó. Nhẫn này thì được cái kháng hỏa. Nhẫn này được kháng hỏa, chón thì có 20 thôi. Đó, chón 20 đi kèm với giày mới có 50 thôi. Nên là Khải mua nhẫn này anh em. Nhẫn này 12 kim. 12 kim cũng chung. Hai, bốn, sáu, tám, mười, 12 đây. Một cái nhẫn khá đẹp cho đường môn. Sinh lực, nội lực 141 anh em à. Nội lực 80. Chung là 12 kim với cái giá này thì Khải nghĩ cũng ok để lấy cái hiệu ứng chón, sinh lực, lực kháng hỏa. Ok, nói chung là cũng muốn đầu tư cho nó đủ hiệu ứng chón, hiệu ứng chón một chút anh em. Tại vì cái nhẫn này Khải đánh thì cảm giác thì cũng ok đó, nhưng mà hiệu ứng chón ít quá. Có 20 với lại cái gì mới có 50 thôi. 50 kèm với nghe mi thì mới đủ. Mà cái này cũng vậy thôi, cái này thì 40, cái gì Khải là 30 thì 70. Kèm với nghe mi thì sẽ được khoảng 100 chón. Thì Khải thấy nó hiệu ứng chón càng cao nó sẽ càng tốt nè. Hiệu ứng chón càng cao nó sẽ càng tốt, nữa là với lại được cái là nội lực cao nè. Ưng này là chỗ nội lực này, 141 nội lực. Wow, một cái nhẫn khá là ok. Đó, cái nhẫn này tính ra mua hết nó khoảng 800k anh em. Ưng chưa, ok luôn. Nhẫn này Khải thấy là quá đẹp rồi. Đó, quá chắc rồi. Tối nay đánh tống kim mang nhẫn này vào nữa, quá đẹp anh em. Được là kháng hỏa 10 cũng được anh em. Kháng hỏa tầm nãy, cái này mà kháng hỏa tầm 15 là đẹp nữa anh em. 10 thì mới một nửa thôi, nhưng mà không sao. Cảm giác như thế này là ok rồi. Đó, mỗi xúc đó là hết tiền rồi. Vừa bán cái gia truyền có 30 kim thôi mà mua cái nhẫn hết nửa gia truyền rồi. Rồi ok anh em, đó nhẫn quá đẹp này. Được rồi, Khải mang cassette đồ vào thử hiệu ứng mana với lại sinh lực tốt không. Đây, đây mang cái nỏ Berka vô. Chọn đây. Chậm đây. Con bội đâu đây? Đây. Đó. Kháng hỏa được 55, chung là nó mất đi 10 kháng hỏa anh em. Mất đi 10 kháng hỏa để lấy lại nội lực cao. Đó, nội lực khả năng được 900 rồi. Chung là tầm này là ok rồi. Này dây này, nhẫn này. Đó, nhẫn này 12 kim. Dây này trước hãy mua 8 kim. Khả năng tìm cái nhẫn thông pháp với lại làm chậm 40 cao là ok nè. Đó, sẽ đồ của Khả này nè. Sẽ đồ tống kim của Khả đây. Lực tay số 4 rồi. Đây. Đây, sẽ đồ này mà. Sẽ đồ này đã tống kim nha. Đó, hiệu ứng rất là đẹp. 70 chón, 80 làm chậm. Đó. Yeah.
Ok, quá ngon anh em ơi. Tối nay tiếp tục bên Tống Kim thôi. Hôm qua được Tống Kim top 3 anh em. Hôm qua Tống Kim khá được top 3. Anh em xem clip thì anh em cũng biết, thì tối hôm qua được Tống Kim top 3. Một trận Tống Kim khá là hay luôn. Cho anh em xem qua, cho anh em xem qua số điểm tối qua này. Số điểm tối qua đây anh em. Và đánh sướng gờ anh em ơi. Tối nay cố gắng lấy cái top nữa. À ok, tối nay Thiên Tử rồi, không có Tống Kim rồi. Top Tống Kim này cho anh em xem này. Đó. Hôm qua có một trận khá là đẹp. Không còn gì phải chờ anh em. Đây. Hôm qua một trận Tống Kim rất là đẹp, dứt 100 mấy chục mạng là. Đâu vậy? 182, 186 mạng nè. Anh em cho anh em xem này. Anh em là chưa xem thì có sở xem lại trên kênh YouTube Khải Mưa vừa up anh em ơi. Với qua trận Tống Kim á. Đó. Tống Kim khá là chậm. Ok nha, nói chung thì anh em xem video thì đừng quên ủng hộ Khải em ơi. Khải sẽ cố gắng làm những video rồi cố gắng đánh Tống Kim cho anh em xem để anh em có thể trải nghiệm một trận Tống Kim ok hơn. Ok bye bye anh em nha, chúc anh em xem video vui vẻ, bye bye mọi người, hẹn anh em tối nay nha mọi người.